ý là mới tắm ra thì cái hộp này là hộp sầu riêng phụ huynh cho, mà tôi ăn hết hai cục rồi tôi mới sực nhớ nè, quay quay lại quay múc bang tôi mới bấm quay, cứ ăn hai cục rồi đã lắm. Nó không có như mọi người nhìn nào nè, nó khô ráo, nó không có mềm nhũn ra nè, thấy không đó. Đỉnh trời ngon. Lúc mà phụ huynh tặng túi hộp sầu riêng này, phụ huynh nói là đợt này nó không ngon bằng mấy đợt trước, mà tôi thấy nó ngon ghê luôn á. Gì mà không ngon nữa thì đến lúc nó ngon thì như thế nào. Ngon quá, ngon dữ gì trời, quá ngon ơi. Nó khô ráo, ăn rất là sập tay, thấy không, đã lắm nè, đã gì trời. Thôi xin phép một miếng nữa đi. Đấy, không? Cỡ này không nè. Cỡ này không mấy bà cỡ nào. Chết rồi. Nè, phải khoe mấy cái muối nè. Cầm lên nè, không bao giờ tuột tay, không dính tay luôn. Nè, nhìn nè. Thấy chưa? Không dính tay nha. Thấy chưa? Đỉnh vậy đấy. Nè, tắt cho mọi người coi luôn nè. Đã dữ vậy trời. Ăn nhiều nóng sợ mai nổi mụn, mặt tôi dễ lên mụn mà không không chịu được. Ngon quá. Không tả nổi. Nó đã làm tao luôn. Phần còn lại không dám đụng nữa, sợ dạ ăn nhiều quá. Mà ăn giờ này nữa nha. Mấy giờ rồi? 11 giờ đêm. Ủa? Đúng rồi, 23 giờ rồi. Ngon quá. Trời, này mình cất.